sông Bonito ở Nam Mỹ. Hàng nghìn con cá Piraputana tụ tập dưới gốc cây, sẵn sàng để chờ bữa ăn bắt đầu. Con khỉ đầu đen treo trên cây ăn quả, nhả bả xuống, rơi ngay xuống nước. Những loại quả này mọng nước và mùi vị rất thơm ngon. Chúng thu hút loài khỉ đến đây ăn uống, sau đó loài rải hạt qua phân của chúng. Những con khỉ này rõ ràng sẽ không sống tốt được nếu thiếu những trái cây này. Chúng ăn một nửa và vứt đi một nửa. Chúng không biết tiết kiệm vì trên cây còn rất nhiều. May mắn là hoa quả rơi xuống nước sẽ không bị lãng phí. Các con cá đã chờ bữa ăn này từ lâu. Thiên nhiên thật thú vị, chuỗi thức ăn không bao giờ kết thúc. Là đồ thừa của con này nhưng lại món ngon của con khác. Dường như là một vòng tuần hoàn của quần thể. Tuy nhiên, cá thì nhiều mà trái cây thì ít. Chúng vẫn phải chờ mong con khỉ ăn tiếp. Nhưng cũng có loại cá chúng không phụ thuộc vào con khỉ. Một con cá khác đã đập lên, mà biết cách tự hái những quả gần mặt nước. Do sự khúc xạ ánh sáng dưới nước, nên chúng phải tính toán rất kỹ cách nhảy lên. Cũng nhiều lúc, cú nhảy lên bị hụt, vì chi tiết đã bị tính sai lệch và quả mọng đã không vào mồm chúng. Khi cá ăn no nê sẽ ngược dòng để đi đẻ trứng, hạt giống của quả cũng đi theo cùng, luôn đi xa hơn và mở ra những môi trường sống mới. Trong mùa mưa ở Amazon, khi mực nước sông dâng cao, ham muốn sinh sản của cá nhảy cũng tăng lên. Một con cá đực nhắm vào một chiếc lá, dùng vây đuôi vẫy nước lên lá. Nó làm điều này để đo khoảng cách, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Có rất nhiều kẻ săn mồi dưới nước. Để bảo vệ trứng của nó, cá bắn tung tóe, chọn thời điểm mực nước phù hợp để đẻ trứng lên lá. Lá ướt có thể khiến trứng dính vào chúng trong thời gian ngắn. Cặp đôi cá nhảy cuốn lại gần nhau và ngầm hiểu, sẽ phải nhảy lên cùng lúc. Cả hai đều dính vào lá. Trong quá trình này, cá cái đẻ trứng trên lá. Con cá đực đang cố gắng thụ tinh cho quả trứng, đợi càng nhiều giây càng tốt để hoàn thành quá trình thụ tinh. Cá cái sẽ bỏ đi sau khi đẻ trứng. Nhiệm vụ khó khăn tiếp theo được giao cho cá đực. Phải rất vất vả để giữ ẩm cho trứng không bị khô do nắng. Cá đực phải liên tục phun nước cho đến khi trứng nở.